Ca sĩ Lynk Lee cảm thấy bị tổn thương khi liên tục có những bình luận chê bai về ngoại hình mang giới tính của Lynk Lee ra châm chọc. Vào tối hôm 26 tháng 3, Lynk Lee đã có bài đăng dài trên trang cá nhân chia sẻ chuyện bị nhiều người mang giới tính ra châm chọc, thậm chí dùng nhiều lời lẽ công kích trên trang cá nhân. Đôi khi mình nghĩ mình có dị dạng lắm đâu mà người ta vẫn nói mình kinh tởm, ghê hồn. Nói không buồn thì dối lòng thật, nhưng cũng đã đỡ hơn lúc trước. Linh nghĩ là nhìn nhau cười, trao cho nhau tình thương hạnh phúc, hơn là buông những lời đắng cay, giọng ca quê ở Bắc Giang viết. Ca sĩ sinh năm 1988 Lynk Lee tâm sự mình vốn là đàn ông nên khi chuyển giới sẽ khó lòng giống với con gái thực sự và mong nhiều người cảm thông cho mình. Linh vốn là đàn ông nên khi chuyển sang làm đàn bà thì chắc chắn sẽ không được đẹp như các bạn gái khác. Linh tự nhận nét đẹp của mình vẫn nam tính, vì thế Linh mong các bạn làm ơn đừng nói Linh giống đàn ông hay không được nữ tính. Linh biết Linh không đẹp, Lynk Lee chia sẻ. Lắm người bảo sao không chuyển giới đi, xin thưa là có đi chuyển thì gương mặt cũng không thay đổi, mong các bạn hiểu cho, Lynk Lee cũng nói thêm. Ngoài ra thì Lynk Lee cũng đành thép đáp trả những câu hỏi mang tính công kích, miệt thị giới tính, chẳng hạn như đi phòng vệ sinh nam hay phòng nữ. Lynk Lee tâm sự do nhận thức của mình đã chuyển giới. Tất nhiên sẽ sử dụng nhà vệ sinh nữ khi đến nơi công cộng. Những câu hỏi mang tính chất riêng tư cũng lại bị mang ra làm trò, khiến cho Mạnh Linh cảm thấy tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần. Hồi đầu năm nay, Lynk Lee gây xôn xao khi tiết lộ giới tính thật và nói thích con trai từ hồi mẫu giáo. Lynk Lee cũng đã có một lần chia sẻ với Zing.vn. Tại mọi người hỏi rồi, nói nhiều về ngoại hình của tôi quá, nên tôi muốn nói ra cho thoải mái và cũng mong mọi người hiểu hơn về mình, đừng buông lời đắng cay. Từ hồi mẫu giáo, tôi đã biết mình thích con trai, chứ không phải bây giờ mới thay đổi giới tính. Chẳng qua tôi cố gắng nam tính nhất để không bị chửi thôi. Lynk Lee, 32 tuổi, vừa hoàn thành xong quá trình cách ly tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh sau khi trở về từ Hàn Quốc. Theo giọng ca buồn thì cứ khóc đi. Đây là việc làm cần thiết để bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như của cộng đồng. Lynk Lee cũng chia sẻ thêm là không mang nhiều đồ dùng cá nhân, đặc biệt là trang phục, bởi người cách ly được phát quần áo mỗi ngày. Chia sẻ với báo Zing.vn, Lynk Lee nói du lịch Hàn Quốc trong lúc dịch bệnh chưa bùng phát. Tôi cũng buồn vì sang đúng đợt dịch, mấy ngày trước còn đi tham quan, còn bây giờ hiện tại thì không ra đường mà chỉ ở trong khách sạn. Vì khuyến cáo nên bạn bè tôi cũng hạn chế ra đường. Trước những chia sẻ của ca sĩ Lynk Lee, nhiều bạn đọc đã lên tiếng. Tài khoản Thái, các bạn cứ thử ngược dòng thời gian nhìn lại những hình ảnh của Hương Giang Idol mà xem. Thuở ban đầu cũng còn khá nam tính, qua thời gian và sự cố gắng, chúng ta thấy được Hương Giang xinh đẹp, quyến rũ và quý phái như bây giờ. Gì thì gì cũng cho Lynk Lee thời gian để hoàn thiện mình. Với lại con người hiện đại rồi mà không biết tôn trọng người khác, suốt ngày chê bai rồi châm chọc khuyết điểm của người khác. Thử đặt hoàn cảnh bản thân bị người khác soi mói, đàm tiếu với châm chọc đi. Tài khoản Handsome, cộng đồng hãy nên tôn trọng quyền công dân và tôn trọng giới tính của mỗi công dân chúng ta. Họ là những con người tài năng bẩm sinh, có điều truyền thống và suy nghĩ hữu tục đang dần giết chết những cá nhân luôn muốn sống tốt. Họ luôn muốn cống hiến tài năng cho xã hội và cho nền phát triển của dân tộc. Tài khoản Hiệp Hero, mình tôn trọng, có điều trai gái phải xác định rõ ràng. Nhiều con người hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện để thực hiện ước mơ chuyển giới. Còn anh này hơi ấp úng, cộng đồng mạng tỏ ra cũng vậy thôi. Thử hẳn phái nữ thì không có hà cớ gì lại mang ý kiến, thân gửi idol. Tài khoản Danh Tôn, không phải kỳ thị gì đâu, nhưng mà thiết nghĩ nên phẫu thuật chuyển giới luôn đi. Chứ lúc trước hình ảnh nam tính sẵn rồi. Tự nhiên giờ công khai giới tính cái chuyển qua mặc đồ con gái, rồi nghĩ mình là nữ thì sao được, ông này cũng có phải thiếu tiền gì đâu. Tài khoản Không Hối Tiếc, miệng đời cay nghiệt, hơi sức đâu mà để tâm. Mình đâu có bịt được miệng thiên hạ nên cứ mặc kệ họ nói gì. Quan trọng là mình sống cho tử tế, có ích cho xã hội. Mà thú thật, mặt Linh hơi dài nên đừng sửa mũi cao quá, nhìn sẽ giống đàn ông. Tài khoản Goda, kệ họ đi em, chỉ cần em thoải mái là ok rồi. Cũng như em mua một đôi giày 100.000 mà đi thoải mái chân, còn hơn là em mua đôi giày 1 triệu mà đi không vừa. Đắt rẻ không quan trọng là vừa chân và cảm thấy thoải mái. Tài khoản Nguyễn Quốc Trương, theo mình không nên kỳ thị giới tính của chị ấy. Mọi người nên suy nghĩ kỹ trước ảnh hưởng câu nói của mình khi bình luận làm tổn thương người khác, gia đình và người thân của họ. Tài khoản Đức Anh, người ta không chấp nhận được bởi vì Lynk Lee đã là một thần tượng một thời trong giới trẻ. Ví dụ như Hương Giang Idol về sau nổi tiếng nên dễ chấp nhận hơn. Các bạn cảm nhận gì qua những chia sẻ của Lynk Lee thì hãy để lại bình luận chia sẻ bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.